học sinh đi học trở lại, Đà Nẵng ra quyết định chính thức. Thanh Hóa tiếp tục xem XETTIN phong đưa tin. Chiều ngày 13 tháng 2, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc cho học sinh, sinh viên đi học lại sau khi tạm nghỉ để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc, cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn thông báo cho học sinh, sinh viên. Học viên đi học trở lại từ ngày 17 tháng 2, các trường học tiếp tục thực hiện nghiêm túc có hiệu quả công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng chống dịch COVID-19 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên, học viên theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của người dạy, người học, báo cáo kịp thời để phối hợp xử lý riêng sở y tế có trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận chức năng phối hợp với các trường trên địa bàn tiến hành phun thuốc khử trùng trong hai ngày 14 và 15 trên 2. Liên quan đến vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cũng vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét cho học sinh quay lại trường học vào ngày 17 tháng 2. Việt Nam nét ghi nhận báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa. Hiện nay, 100% các cơ sở giáo dục đã phun thuốc tiêu độc khử trùng, vệ sinh trường lớp, dụng cụ dạy và học. Vệ sinh các bếp ăn tập thể, đến thời điểm hiện tại không có cán bộ, giáo viên, học sinh nào đã đến và đi từ vùng dịch cũng như nghi nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Covid-19 gây ra. Qua kiểm tra tại các cơ sở giáo dục, nhìn chung các đơn vị đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh cũng như tổ chức tốt công tác tuyên truyền, khuyến cáo tới cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh về cách phòng chống dịch. Bên cạnh đó, theo thông tin đại chúng hiện nay, tại Thanh Hóa không còn trường hợp nào nhiễm bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus COVID-19 gây ra. Để đảm bảo chương trình giáo dục của các bậc học, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cho học sinh quay trở lại trường bắt đầu từ thứ hai ngày 17 tháng 2. Đồng thời tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus COVID-19 gây ra. Bác gì, Tê trên, h.